Xin chào các bác, các anh, các chị. Hôm nay em xin được review bộ phân tần loa thái giảng và em muốn chia sẻ cái cách để các bác, các anh, các chị có thể sửa một chiếc loa chúng ta bị cháy cái bộ phân tần. Đây là bộ phân tần thái giảng. Đó, cái bộ phân tần trên chiếc loa của em thì nó đã bị cháy. Tình trạng nó cháy như này thì âm thanh nghe vẫn được nhưng nó bị sôi và nó rất là kém. Và đây là cái đầu dây nguồn của cái bộ phân tần. Ở đây thì là nó có cả cọc dương, cọc âm sẵn rồi. Đó, khi mua bộ phân tần này ấy thì là các bác, các anh, các chị có thể nhờ cửa hàng người ta đấu luôn cái dây cho. Đây, chỗ chữ bát này là chúng ta đấu ra cái loa to nhé. Đó, bên này là loa trung. Còn cái ở ngoài cùng này nó là cái loa loa chéc. Cái dây này thì em bảo ở ngoài đó người ta đấu cho nó rất là dài. Cho nên là về nhà thì chúng ta tự tự đấu ở nhà cũng được. Mỗi một chiếc phân tần này thì là em mua với giá 100 nghìn. Đó, hai bộ thì là 200 nhé. Đối với thợ ấy thì người ta làm nó đơn giản, nhưng mà đối với những người mà tự làm ở nhà thì nó rất là khó. Đôi khi chúng ta mua bộ phân tần về nhưng mà không không chắc đã biết cách đấu. Thì hôm nay muốn chia sẻ lại cái cách em làm. Đó, đây là cái dây loa bát ạ. Cái giữa là cái loa trung. Loa này, cái giữa này cũng có thể đấu vào loa mít, loa chéc được ạ. Đấy, thì bây giờ em sẽ đấu lên chiếc loa loa bát này. Thì khi đấu thì là người ta đã đấu cái dây đỏ là mặc định là cái dây dương. Thì mọi người chỉ cần đấu nó vào cái cọc dương thôi. Cần có là nhựa thông nhé. Đấy, em có nhựa thông này. Và cái dây thiếc. Đây là bộ phân tần. Đó, đấu vào cái loa to thì chúng ta sẽ lấy cái đầu dây ở cái bên đấu sang loa bát. Em thì em không phải là thợ cho nên là em làm nó rất là kém. Em chỉ chia sẻ cái cách mà mình làm thôi chứ còn không dạy hàng ạ. Mặc định của cái những cái bộ âm thanh ấy thì chúng ta nên là hàn lấy, bởi vì là quá trình mà phát âm thanh nó rất là to. Nếu mà chúng ta chỉ buộc vào thôi ấy thì một thời gian nó sẽ bị mát. Đấy, âm thanh nghe nó rất là chán. Một điều nữa là nó sẽ dễ gây ra cái chạm mát thì nó sẽ cháy cái bộ loa của các bác, các anh, các chị đi. Đấy, cái dây dương từ bộ phân tần thì chúng ta đấu vào cái cọc dấu cộng ở trên cái loa. Đấy, em hàn cũng ok đấy. Em thì không phải là thợ. Mà đen quá, sắp Tết rồi cái bộ loa tự nhiên nó bị tịt nên là em phải tự sửa lấy. Khuôn cả cái bộ loa 30-40 cân này ra thợ thì khá là vất vả. Sợi dây trắng này thì chúng ta hàn vào bên âm. Em ra ngoài cửa hàng xin một ít dây thiếc thì cái anh thợ để anh cho đúng một tí, chắc tầm khoảng 5 phân về em chấm chấm mới phát đã hết rồi. Anh nghĩ là em hàn giỏi hay sao, anh cho một tí này thì về em hàn được mấy, hàn mãi nó còn chưa ăn. Thì cái bộ loa này của em dùng nó cũng khá là lâu rồi nên ra nó bị cháy phân tần, và em tiện thể thì em sơn lại cả cái thùng loa. Đó, cái cách sơn thì các bác chỉ cần mua sơn 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 lót
sơn màu. Về quá trình sơn ấy thì các bác là trà cái thùng cho ráp đi, trà qua bằng cái giấy nhám, khoảng cái loại giấy nhám 1.200 ấy đó, trà sau đó sơn lót lên, sau đó các bác phủ màu và phủ bóng thôi. Cách sơn cái loa thì em quên mất, em không quay lại, nhưng mà video sơn về những thành phần khác thì trong kênh của em có, các bác có thể tìm để xem nhé. Đó, vậy là em hàn cũng ok rồi. Vậy là xong cái lo bát. Thì sau khi mà hàn xong lo bát thì chúng ta bỏ bộ phân tần vào trong. Không kẻo lúc hàn cái loa chung và cái loa chép thì cái dây nó ở bên ngoài lại không lùa cái loa qua được. Đó, sau đó các bác luồn cái dây sang bên này. Làm cái này thì nó cũng rất là đơn giản, các bác chỉ cần tham khảo là có thể là tự làm ở nhà được. Bên này là em sẽ đấu cái loa check. Em thì em gọi là cái loa check, còn ở một số nơi gọi là loa tép hay là loa gì đó em cũng không biết. Em dùng cái dây điện này là cái dây Korea hay Korea gì đấy, người ta gọi là Hàn Quốc gì này, em chả biết. Đây là cái kéo nhà em dùng để tỉa hoa hồng, tiện em dùng để cắt dây điện luôn, nó rất là sắc. Nhà không có cái kìm điện nên ra là phải dùng tạm cái này. Đó, đây là cái loa check. Nó cái loại loa này thì cái bộ nhà em trước cái phân tần đều nó cũng làm cháy mất hai cái loa check này rồi. Cho nên em phải mua cái khác. Cái loại này thì em mua 70.000 một chiếc, nó có hai cục nam châm. Chả biết thợ thì người ta gọi nó như nào, mà em chỉ biết nó là hai cục nam châm thôi. Thì cái dây trắng vẫn như thế, dây trắng thì hàn vào cọc trừ ở trên cái loa, và dây đỏ thì các bác hàn vào bên cọc cộng hay còn gọi là cọc dương đó. Thì sau khi làm xong ấy, em sẽ test cái bộ phân tần thái giảng này cho các bác cùng nghe, nhưng mà em sẽ không đăng cái video, em sẽ không nối cái video vào được đây được luôn, bởi vì là nó sẽ bị bản quyền. Cho nên là em sẽ để cái link mô tả bên dưới thì các bác vào đấy để sang một cái kênh khác để nghe nhé. Em rất rất là xin lỗi vì cái sự bất tiện này, nhưng mà em xin bản quyền âm thanh nó không được. Không thì đấu phân tần nhưng lại không cho nghe thử âm thanh thì nó cũng rất là buồn cười. Em hàn nó hơi kém nên ra là nó hơi bị lâu. Cho nên là các bác có thể là tua qua những cái đoạn nào mà em làm lâu quá ấy, để xem cái đoạn tiếp theo nhé. Cái đoạn dây thiếc thì cái anh thợ ngoài cửa hàng anh cho đúng một tí, em ra là em chấm chấm mới phát nó hết luôn. Đó, sau khi hàn xong thì cái đầu dây điện thừa thì các bác có thể là cắt cắt nó đi. Chúng ta để nó thò thì nó sẽ chập vào cái vỏ của cái loa, nó sẽ gây ra chập điện. Có cháy hay không thì em không không biết, nhưng mà chắc chắn là nó không tốt rồi. Cái gì cũng thế, nó bị chập là không nên rồi. Ở chỗ các bác mà không mua được phân tần thì các bác có thể lên Lazada hoặc Shopee, các bác đặt phân tần thái giảng 3 loa. Đó. Đây còn một cái khác là các bác nếu mà không biết hàn thì chúng ta có thể là các bác buộc
Đó, buộc thật chắc vào, sau đó các bác bóp cái đầu cái loa lại cho nó ôm một cái dây điện thì cũng được. Cách này thì nó không thể tốt bằng các bác hàn lấy được. Đó. Hoặc là cái ở trên cái loa thì nó có một cái đầu nhỏ, các bác có thể là ra cái cửa hàng điện tử các bác mua cái đầu người ta hay gọi là cái đầu cái ấy. Cái đầu để xỏ là cái đầu cái, còn cái đầu cái loa là cái đầu đực. Đó, các bác mua cái đó về đúng là các bác kẹp vào dây điện, sau đó các bác kẹp vào cái đầu đực ở trên cái loa này. Các bác chỉ việc đút vào nó xong các bác bóp lại là nó chắc thôi. Đổ cái nước gì ra đây kinh này hả cún? Em lại quên không mua về làm để cho các Đây bác đây. nhìn thấy cái đấy nó hình thù kiểu gì. À, có rất nhiều bác thì chắc là biết rồi nhưng mà cũng có người chưa thấy bao giờ. Đó, còn đây là cái đầu để các bác đấu vào âm ly. Cái dây này thì các bác có thể là nối dài luôn để cắm vào cái đường âm ly cũng được, hoặc là chúng ta sẽ đấu vào cái ở trên cái loa nó có hai cái cọc để đút dây ấy, thì các bác cứ dây trắng thì vào cọc âm thôi, dây dây đỏ thì vào cọc dương nhé các bác nhé.